Vâng, xin chào bác đến với kênh Kim Xuyên ạ. Và hôm nay em tiếp tục mới về một chiếc dòng Chiake thương hiệu Mỹ. Và đây là cái model của dòng Chiake S130 mà trong video gần nhất em đã giới thiệu qua đối với những bác mà đi những dòng xe rút xe cuộc. Và vẫn là cái dòng Chiake S130 với cái tông màu trắng xanh. Và lần này em phải thêm một chiếc nữa, giống như chiếc lần trước. Và lần này xe vẫn còn rất là mới nhá. Đánh giá, em đánh giá tổng thể tầm 90% xe. Và đây là mẫu Chiake thương hiệu Mỹ, hàng xuất Nhật, được rất nhiều các đánh giá rất là cao và quan tâm. Và bây giờ xin mời nhà tổng thể chi tiết chiếc xe. Và như các bác đã biết thì cái dòng Chiake này rất ít về bên em, và hầu như là những dòng Chiake thường được về những dòng touring và địa hình. Thì nay em về được một chiếc dòng xe đua cuộc. Và đây là cái mẫu dòng Chiake trong thời gian gần nhất em đã về một chiếc nữa, dòng model S30. Và đây cũng là một cái phiên bản dòng Chiake thương hiệu Mỹ xuất Nhật, vẫn còn cái tem vàng nguyên bản theo xe đây. Xe làm từ hợp kim nhôm aluminum. Và riêng dòng Chiake S30 là điều đặc biệt của nó là dòng cái màu sắc, cái tông màu nó luôn là cái tông màu, thường thường nó đi theo cái tông màu trắng xanh, là cái tông màu được người Nhật thường xuyên sử dụng, rất là dễ vào mắt. Lần này xe về cũng rất là đẹp, tầm 90% xe. Mà tên thị trường Nhật cái dòng Chiake giá rất là cao nhá. Hôm đó em giới thiệu cho bác qua trên video thì cái dòng hiện tại cái model S30 này nó giá gần 20 triệu đồng cơ. Một dòng Chiake thương hiệu Mỹ xuất Nhật, model S130. Xe cũng rất là đẹp, tổng thể xe đánh giá tầm 90% xe. Cổ phốt ki đông chính hãng của Chiake, nguyên bản theo xe, cổ phốt ki đông nhôm. Vâng, và xe được sử dụng với bộ tay lắc 8 tầng lip, chính hãng, nguyên bản theo xe. Bên tay phải em sử dụng với 2 tầng đĩa, chính hãng, nguyên bản theo xe, cũng là bên tay lắc. Đằng trước thì logo xe, biểu tượng của hình phi tiêu, và có cái dòng chữ dòng số đánh của dòng thương hiệu bên thị trường Nhật, dòng mã số của khung xe được người Nhật người ta đánh dấu vào đó, coi như một biểu tượng đánh dấu của cái đăng ký của xe. Xe sử dụng với bộ phanh 3 mảnh chính hãng nguyên bản theo xe, càng chính hãng của Chiake. Mayer nhôm, vành nhôm hai lớp chính hãng của Chiake luôn không nhá, nguyên bản theo xe. Kích thước lốp 700x23c. Đùi đĩa nhôm 2 tầng Pro Wheel, nguyên bản theo xe. Xe sử dụng với đặt đĩa Shimano Gladis. Và chiều cao đứng của xe lần này em về được một chiếc là dòng size 49, tức là size S, tức là các bác cao 1m63 đến trên 1m7. Cọc yên nhôm chính hãng của Chiake, yên Litu, yên hãng. Nó theo cái màu của thời gian nó hơi bị ố một chút, nhưng mà nó là nguyên bản, thương hiệu rất là tốt. Chưa rách gì cả nhá, chỉ hơi ố vàng một chút thôi, nó nguyên bản nó xe. Xe sử dụng củ đề Shimano Gradit, chính hãng nguyên bản theo xe, trang bị 8 tầng lip. Đằng sau sử dụng với Mayer nhôm, vành chính hãng của Chiake, nguyên bản theo xe, lốp xe T của dòng xe rốt xe đua. Và bây giờ xin mời nhãn tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Và bây giờ xin mời nhãn tổng thể chi tiết hoạt động của xe. Lên lip, xe được sử dụng với 8 tầng lip nguyên bản theo xe, lip xích còn rất là mới, xuống lip và rất là trơn tru và mượt mà. Và đây là cái mẫu Chiake rất nhiều bác quan tâm và đánh giá rất là cao,
về dòng model F130 xuống đĩa, lên đĩa, mở rất trơn tru và mượt mà các nhá. Và trước đây em cái video gần nhất em đã về một chiếc mà rất nhiều các bác hỏi, mà duy nhất chỉ được một chiếc xe thôi, thì nay em về thêm một chiếc nữa cũng là model của F130, cũng là thương hiệu của Chia Ke, thương hiệu Mỹ, và đây là cái model của thương hiệu Mỹ, hàng xuất Nhật, được rất nhiều người Nhật tin dùng và sử dụng. Và lần này xe cũng là rất tốt bên em là 6.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác nào quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe đạp, đến đăng ký và theo dõi kênh. Vâng, xe cũng rất là đẹp lắm nhé, em đánh giá tổng thể xe tầm 90% xe. Vâng, hẹn gặp lại trước ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên và các bác lên trên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424, và nhấn đăng ký theo các kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.